Bị thánh lầy Đức Chinh dọa vác củ tỏi đi cổ vũ, Bảo Anh không ngờ còn hài hơn một bậc. Bảo Anh đã nhanh chóng đọc bình luận và còn trêu ghẹo lại cây hài của đội tuyển U23 Việt Nam. Mới đây trên trang Instagram, Bảo Anh vừa đăng tải hình ảnh xinh đẹp nhưng không kém phần lạnh lùng của cô và đi kèm là dòng trạng thái khá tâm trạng. Cô viết, một trong những điều can đảm nhất bạn có thể làm là tự xác định chính mình, biết mình là ai, tin vào cái gì và muốn đi tới đâu. Ngay lập tức, khoảnh khắc này đã được thánh lầy Đức Chinh like nhiệt tình. Đức Chinh đã bị các fan nhanh chóng soi được hành động like ảnh của người đẹp. Không chỉ like hình ảnh của giọng ca Anh muốn em sống sao, Đức Chinh còn có vài bình luận hài hước. Thậm chí, anh còn mang cả vụ tội trong scandal của Châu Việt Cường đang làm dư luận xôn xao thời gian gần đây vào cả đoạn hội thoại. Đức Chinh khi thấy Bảo Anh mặc đầm da beo lại trêu ghẹo sẽ mang tội đi xem ca nhạc. Bảo Anh cũng chẳng ngại đáp lại nam cầu thủ, em có cái miếng hài nào sang hơn miếng tội không em? Nhắc đến Hà Đức Chinh, khán giả đều biết anh là người hài hước nhất đội tuyển U23. Anh luôn bày trò chọc ghẹo mọi người xung quanh. Chẳng những thế, anh còn thường xuyên chia sẻ toàn bộ những khung cảnh, khiến người khác không nhịn được cười. Trái với hình ảnh mạnh mẽ trên sân cỏ, ngoài đời cầu thủ sinh năm 1997 này rất hòa đồng và nghịch ngợm, luôn có những câu nói khiến mọi người không nhịn được cười. Với khối óc hài hước, Hà Đức Chinh luôn tạo ra được những trò gây cười cho toàn đội U23 Việt Nam. Xem trên cá nhân của Hà Đức Chinh, nhiều fan đặt cho anh biệt danh Thánh Lầy. Chia tay đã lâu, nhưng khi fan vào tượng Facebook nhắc đến Hương Giang, tình cũ Việt Kiều có phản ứng không ngờ tới, Giang cũng phải thót tim. Không ai nghĩ bạn trai cũ của Hoa hậu Hương Giang lại phản ứng thế này khi có người nhắc đến cô. Sau khi trở thành chủ nhân của vương miện Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018, những câu chuyện xung quanh cuộc sống và đời tư của Hương Giang bỗng được công chúng quan tâm hơn bao giờ hết. Ngay cả bạn trai cũ của tân Hoa hậu Trích Lai cũng lọt vào tầm ngắm của cộng đồng mạng. Từng là một cặp đôi đẹp của showbiz Việt, nên khi đường ai nấy đi, Hương Giang và chàng Việt Kiều Canada để lại rất nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Vì thế, sau đêm Hương Giang đăng quang, nhiều fan đã vào từng trang cá nhân của Trích Lai để nhắc đến người đẹp. Dòng thông báo Hương Giang, Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 ngay dưới bài đăng của Trích Lai. Đã lâu không còn chung lối, nên gặp phải tình huống này, hẳn tình cũ của tân Hoa hậu chuyển giới phải rất khó xử. Tuy nhiên, điều không ai ngờ tới là anh chàng Việt Kiều đã thân thiện nhấn một nút like cho dòng trạng thái của fan. Hẳn Rich Lai cũng rất ủng hộ chiến thắng của bạn gái cũ. Sau khi chia tay, anh chàng vẫn giữ lại toàn bộ ảnh chụp chung của hai người thuở còn mặn nồng. Rich Lai vẫn chưa có bạn gái mới. Anh dành thời gian đi du lịch và tham gia những giải đấu thể thao. Sau hơn 3 năm chia tay, cuộc sống của Hương Giang và tình cũ đều đã có nhiều thay đổi. Bình thường vốn xinh đẹp, vào tay chuyên gia trang điểm Thái, Hương Giang tự dưng kém sắc hẳn, lúc đỏ sắc á hậu thì thua toàn tập. Có lẽ Hương Giang hợp với lối trang điểm cũ hơn, trở thành hoa hậu chuyển giới, không thể phủ nhận được vẻ đẹp của Hương Giang. Đặc biệt cô luôn nổi bật với lối trang điểm son đỏ quyến rũ. Mới đây Hương Giang đã chia sẻ loạt ảnh được trang điểm bởi một chuyên gia Thái Lan. Khác với phong cách thường ngày, lần này tân hoa hậu lại được trang điểm phong cách khác hẳn với tông màu trầm và tự nhiên hơn, nhìn gương mặt trang điểm xong ai cũng khen. Tuy nhiên khi lên truyền hình, Hương Giang lại bị chìm hẳn so với những lần xuất hiện trước đây. Hương Giang hào hứng chia sẻ được chuyên gia trang điểm nổi tiếng của Thái hòa mặt. Thành quả tất nhiên được người đẹp hài lòng và khen hết lời. Không còn son đỏ, Hương Giang đổi gió sang son màu hồng đất. Tuy nhiên khi diện cùng váy trắng và phải phát sóng trực tiếp, thì nhìn Hương Giang không còn quá nổi bật nữa, đứng cạnh Á hậu một trong cô nhợt nhạt hẳn. Có vẻ như cách trang điểm nhẹ nhàng này không thể làm toát lên được khí chất hoa hậu của cô. Á hậu Úc vẫn phong cách thường ngày, lại được khen hợp hơn với kiểu trang điểm nhẹ nhàng. Son đỏ gắn liền với Hương Giang từ những ngày đầu cuộc thi và không thể phủ nhận việc này đã giúp Hương Giang ghi điểm nhiều như thế nào.
cháy tại biệt thự Đà Lạt khiến 5 người tử vong được xác định là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Công an tỉnh Lâm Đồng xác định 5 người chết cháy trong khu biệt thự cổ Đà Lạt đêm 12 tháng 3 là một vụ án mạng nghiêm trọng. Sáng 13 tháng 3, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ cháy xảy ra đêm 12 tháng 3 tại dãy nhà số 13 Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, khiến 5 người tử vong. Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định đây là vụ án nghiêm trọng, có thể hung thủ đã thiệt mạng cùng gia đình nạn nhân. Khi khám nghiệm hiện trường vụ cháy, cơ quan chức năng ghi nhận mùi xăng nồng nặc, thu giữ được một bình khò ga loại mini và chiếc canh nhựa nghi đựng xăng. Công an tiến hành giám định ADN của cả 5 người thiệt mạng trong căn nhà để xác định chính xác nghi phạm vụ án mạng. Cũng theo Công an Lâm Đồng, trước Tết Mậu Tuất, ông Thăng, một nạn nhân trong vụ cháy, bị một người hàng xóm đâm trọng thương. Công an đang trong thời gian chờ xác định thương tật để xử lý người hàng xóm này thì xảy ra vụ việc. Bình khò mini được tìm thấy tại hiện trường, công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, nhiều vật dụng bị thiêu rụi hoàn toàn. Như đã thông tin, khoảng 19:30 ngày 12 tháng 3, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra trên đường Trần Hưng Đạo đã khiến 4 căn nhà bị cháy, 5 người tử vong trong đám cháy, gồm ông Nguyễn Thông Đăng, 45 tuổi, bà Phạm Thị Thúy Hòa, 45 tuổi, cháu Nguyễn Quốc Khánh và Nguyễn Thị Khánh Linh, con của vợ chồng ông Thăng và một người chưa xác định được danh tính. Nhiều đồ vật bị cháy đen thành than, những chiếc xe máy bị thiêu rụi. Ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt và cơ quan chức năng bố trí nơi ở tạm thời cho các gia đình bị cháy nhà, đồng thời lo toàn bộ chi phí mai táng cho những người xấu số tử vong trong vụ hỏa hoạn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng sớm xác định được nguyên nhân và thủ phạm gây ra vụ việc thảm khốc trên. Vắng Trấn Thành, BB Trần, Hải Triều chơi lầy trong showcase đầu năm của Harry Won. Từng bị can ngăn vì hạn chế về phát âm, nhưng với nỗ lực không ngừng, cuối cùng nữ ca sĩ đã có thể thực hiện điều mà bấy lâu bản thân ấp ủ. Kết thúc 2017 với hàng loạt sản phẩm nghệ thuật đầu tư kỹ lưỡng, Harry Won đã có những bước tiến quan trọng trong sự nghiệp, xây dựng và khẳng định tên tuổi, vị thế trong làng giải trí Việt. Mở đầu năm 2018, nữ ca sĩ quyết định tổ chức buổi showcase tối 12 tháng 3 để tri ân người hâm mộ đã đồng hành cùng cô suốt thời gian qua, cũng như chính thức ra mắt sản phẩm âm nhạc Có Chăng Chỉ Là Giấc Mơ. Showcase bắt đầu vào lúc 19:30 ngày 12 tháng 3, nhưng rất đông fan của nữ ca sĩ đã có mặt từ sớm, nóng lòng được gặp mặt thần tượng. Harry Won xinh đẹp rạng rỡ trong buổi showcase đầu tiên. Bản mashup các ca khúc như Hương Đêm Bay Xa, Love You Hay You và Quick Out You lần lượt được nữ ca sĩ làm mới trên sân khấu với giai điệu sôi động hơn. Lần đầu tiên, Harry Won trình bày bản mashup Làm Sao Để Yêu và Anh Cứ Đi Đi theo phong cách acoustic. Nếu như ca khúc Làm Sao Để Yêu da diết nhẹ nhàng, thì Anh Cứ Đi Đi trở nên bắt tai hơn khi được nữ ca sĩ kết hợp với lời ca tiếng Hàn. Điểm nhấn của chương trình là phần giới thiệu MV Có Chăng Chỉ Là Giấc Mơ. Ca khúc này được Harry Won mua cách đây vài năm, nhưng bây giờ mới đủ tự tin về cảm xúc và cách phát âm để hát. BB Trần và Hải Triều xuất hiện trong tiếng reo hò của người hâm mộ. Trong phần giao lưu cùng fan, nữ ca sĩ thể hiện sự lầy lội và hài hước của mình cùng BB Trần và Hải Triều. Chính những điều đáng yêu này đã nhanh chóng rút ngắn khoảng cách của Harry với người hâm mộ. Đáng chú ý, trong buổi showcase còn xuất hiện một khách mời đặc biệt là Tuấn Trần, nam diễn viên từng xuất hiện trong MV Anh Cứ Đi Đi và West Drama Thiên Ý cùng với Harry Won. Nam diễn viên Tuấn Trần chia sẻ rất may mắn khi được tiếp tục làm việc cùng nữ ca sĩ trong sản phẩm âm nhạc mới mang tên Có Chăng Chỉ Là Giấc Mơ. Sau buổi showcase, Harry Won sẽ tiếp tục thực hiện các dự án âm nhạc của mình. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng thể hiện sự biết ơn khi biết tin số vé buổi showcase đã bán hết. Cô cho biết sẽ trích một số tiền cho Star Farm để làm từ thiện. Mặt mộc không son phấn, kiều nữ Ngọc Lan vẫn làm không ít trái tim loạn nhịp. Trở lại với công việc sau khi sinh con, Ngọc Lan không ít lần khiến chị em ngưỡng mộ với vẻ xinh đẹp rạng rỡ khó cưỡng của mình. Xinh đẹp, duyên dáng, khéo léo và thân thiện là những lời khen ngợi mà khán giả thường dành tặng cho diễn viên Ngọc Lan.
Không chỉ thành công trong sự nghiệp diễn xuất, bà xã Thanh Bình còn có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên chồng và con trai. Từ khi về chung nhà với ông xã Thanh Bình, Ngọc Lan ngày càng xinh đẹp rạng rỡ. Nhiều người cho rằng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đã giúp nhan sắc của cô ngày càng mặn mà hơn. Mới đây, bà mẹ một con lại tiếp tục khiến chị em ganh tị khi khoe mặt mộc không son phấn trên trang cá nhân. Ngọc Lan hào hứng chia sẻ bộ ảnh tâm đắc sau 2 phút diễn sâu. Dù không diện đầm lộng lẫy hay trang điểm lung linh như khi xuất hiện tại các sự kiện, nhưng Ngọc Lan vẫn nhận được rất nhiều lời khen của cư dân mạng. Vẻ đẹp mặn mà đầm thắm của bà mẹ một con tiếp tục thu hút mọi ánh nhìn. Ngọc Lan nhận được nhiều lời khen từ bạn bè và fan. Kiều nữ Ngọc Lan khoe hình ảnh đầy cá tính của mình với công chúng. Vẻ đẹp tự nhiên cùng nụ cười rạng rỡ của bà mẹ một con làm không ít trái tim tan chảy. Thần thái lạnh lùng càng khiến kiều nữ thêm hấp dẫn.